Hello, xin chào các bạn. Tình hình là mình đang ở cái heat wave nó đến với Bắc Cali. Nghĩa là cái đợt nhiệt độ nóng, thật là nóng luôn. Nó hôm qua nhiệt độ lên tới 106, 104 chứ. Là khoảng 41 độ C. Hiện tại thì 102, tức là khoảng 39 độ C. Mình tranh thủ chạy ra chợ mua chút đỉnh đồ, chắc dắt đại vài lon bia uống cho nó đỡ, cho nó chống 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 nóng chút chứ không nổi nữa. Đi không dám đi bộ ngoài nóng quá, là đi như vậy chắc điên luôn à. Bây giờ mình thấy ngộ lắm nha, ăn uống được lắm, ngồi chút thấy đói bụng mà mình không dám ăn, tại không có đi bộ mà ăn quá trời thì nó sẽ lên cân, mà mình mà lên cân thì nó sẽ không có tốt cho cái sức khỏe của mình, rồi chất chất mỡ và chất đường nó cao lên thì không tốt. Mình tập ăn ít nhưng mà cũng lười biếng lắm. Có lần mình đi nhà thương về, mà hồi 3 năm về trước bị bệnh đi nhà thương về đó. Đó là phải chịu thôi à, không ngày nào cũng ăn cái chút thôi ha. Ăn hai cử, ăn rau không. Xuống cân quá xuống đây mình từ 155 pound mình xuống còn có chừng 130 pound đó là xuống dữ lắm. Cái từ cái dưỡng sức đi bộ lại, cái này thì có cái năng lượng, rồi cái ăn uống cái nó mập lên lại. Mình không muốn lên cân, dù mình thật ra mình cũng không có mập mà cơ thể mình dở quá biết sao nó. Nhiều người mình thấy phì lũ đi cơ ịch mà thấy người ta không có sao. Như vậy là mình lại đủ thứ bệnh hết, chán thiệt. Cơn đợt nóng này nó biết đến thứ mấy, hình như tính thứ hai thứ ba là thứ hai chứ quên rồi thứ ba thứ tư gì đó, thì nó sẽ nguôi lại chút đỉnh, xuống còn lại 80 mấy độ thì cũng còn ấm. Cái điều này mình nghĩ chắc đến cuối tháng 10 nó mới mát lại hay sao, mà giờ 7 tây tháng 9 rồi, sắp tới nửa tháng 9 này. Tình hình chính trị bên Mỹ căng thẳng quá ha. Tổng thống Trump có một số người rất là sùng bái ổng, còn một số người thì rất là ghét ổng, còn một số người chính giữa thì coi như chỉ muốn nước Mỹ an lành thôi. Và bởi vậy cứ mỗi lần năm đầu bầu cử là cũng như là không có gọi là nhiều lắm, chỉ có một cái số tiểu bang nhỏ nào đó là sẽ quyết định cái tổng thống thôi. Tại vì cái cách bầu cử bên Mỹ này là không phải là tính cái số nhiều, mà tính cái tính từng tiểu bang, nó gọi là super vote gì quên mất tiêu rồi, delegates á. Mỗi một tiểu bang có nhiều, ví dụ như tiểu bang Cali rất là đông, là nhiều nhất á, như là 55 hay 57 cái delegate, 57 phiếu. Rồi nhiều tiểu bang nhỏ như Arizona thì có chừng 10 hay 12 gì. Texas thì cũng lớn ha, 20 mấy rồi đó, vậy này nọ. Thì cuối cùng mỗi vùng vậy đó là cứ bầu thường là theo đảng này, vùng kia này, đảng kia. Chỉ có như là Florida, Ohio, Michigan, Pennsylvania, mấy cái tiểu bang đó thì lại hay đổi qua đổi lại, cho nên người ta ngày xưa mà không có bị dịch đó, thì giờ này là mấy ông ứng cử là chạy đến cái chỗ đó đặng mà
tổng động viên dân phía dân dân chủ đi bầu ấy, gọi là gì ta, mấy người người dân đi bầu. Hiện tại thì các bạn cũng biết tổng thống Trump bị báo kia nó tố là ổng coi coi thường lính. Hồi ổng ở bên Pháp á, là có cái nghĩa địa của lính á, cái trận trận đánh lớn ở bên Pháp Belleau Woods, là thủy quân lục chiến. Hồi đó mình đi học, mình cũng học trong thủy quân lục chiến thì cũng có nhớ bị dạy đến cái trận đó, là thủy quân lục chiến thôi đó đánh dữ lắm, đánh rồi đến nỗi tụi tụi Đức nó sợ luôn, mà nó đặt tên cho thủy quân lục chiến là Devil Dog. Cho nên cái tên đó là thiên lục chiến lấy làm cái tên luôn á, nghĩa là những người nào mà đi lính thiên lục chiến rồi là gọi là Devil Dog. Cũng giống như Tuấn Green hay thường gọi mình Hello Devil Dog, phải không, là mình là ex Marine á. Và lại Marine có một cái câu là thí dụ như mình đã là Marine rồi là suốt đời là Marine á, mình là mặc dù đi có đăng có một lần thôi, như đăng 8 năm hay là đăng đi luôn cả đời cũng vậy đó, nghĩa là once a marine always a marine. Thì anyway, tổng thống Trump nghĩa là trong cái tờ báo đó nói là có những người cố vấn cho ông Trump á, là nghe ông nói là ông không có muốn đi tới nghĩa trang lính đó, tại vì mấy người đó là mấy người loser, là mấy người thua trận, và những đó là sucker, là những cái thằng ngu xuẩn mới đi lính, phải không? Thì ông Trump thì ông nói là ông không bao giờ ông nói cái câu đó, nhưng mà những tờ báo á, họ check thì những cái người mà đi chung quanh ông Trump là nói như vậy, nhưng mà không có dám ra đứng mặt để mà nói à, ta nghe như vậy, phải không? Chỉ tờ báo này nó check, nó gọi người đó, nó biết người đó là người nào, nhưng mà trên tờ báo nó không có dấu mặt. Rồi một hình như tới bốn cái đài tin tức họ đã check, thì họ nói là người ta người đó nói như vậy. Nhưng mà theo như dân chúng thì người ta không có bằng chứng, thì người ta nghĩa là người nào nói, những người nào binh ông Trump thì người ta không bao giờ ta tin hết. Rồi những người nào ghét ông Trump thì sẽ nói đúng rồi, ông Trump là đó giờ chuyên môn vậy á. Nhưng mà ông Trump này thì có cái miệng nói dữ lắm. Ông chê bai ông McCain hồi đó, ông là phi công bị bắn rớt ở Việt Nam á, rồi ông tổng thống Bush cũng đó cũng bị bắn rớt nè, ông nói mấy người đó là loser, phải không? Mà nói có chứng cớ đàng hoàng là trên TV đồ đó, trên người ta nói ông này ông nói gì người ta tin. Anyway, mình thấy cuối cùng cái chuyến bầu cử này á, mà ông Trump mà ông thua ít thôi á, thí dụ như ông thua chỉ có một tiểu bang thôi á, là ông sẽ chắc không chịu xuống đâu. Tình hình Mỹ bây giờ thì chính trị gay cấn, rồi nóng nực, rồi dịch, đại dịch, rồi đủ thứ hết. Anyway, thôi mình đi vô chợ chút xíu rồi mình về. Wow, trời nóng đến nỗi mà nhìn cái cây xăng không có một cái xe nào mà đi vô đó đổ xăng hết vậy ta. Thường thường ngày xưa vào đó là đông xe lắm, bây giờ bữa nay không có một chiếc xe vào đó nữa, ngộ thiệt. Ủa, quay đi, bữa nay nó đóng cửa. Lỗ, bữa nay lễ mà quên mất tiêu, tưởng cái cây xăng không có ai đi đổ xăng chứ, ai ngờ mình định chạy vô đó chứ, mới nhớ phục lại là hôm nay là ngày lễ. Thì ở đây mình tới mình mua, thì ở đây mình tính chạy tới mua hamburger cho thằng con nè, mà thấy chỗ này cũng thấy vắng. Thường mấy ngày đi làm thì người ta ra đi, người ta ăn lunch dữ lắm. Cái tiệm hamburger này mình mua hoài, bữa nay cũng khá, thấy nó để nó che ở ngoài, để nó bán chậu cắt tóc cũng để ở ngoài luôn nè. Rồi, có cắt tóc hôm nay để ở bên trong rồi, nó nóng quá. Nhưng mà có để mấy cái chỗ ở ngoài để người ta ngồi ăn.
kinh hồn luôn. Cái hamburger thơm phức à, mình không dám ăn. Đi vậy đó, về là phải tắm cái à, nóng quá. Ok, mình lên xe có gì nghĩ được cái gì vui thì mình tắm tiếp. Chào các bạn nha. Thời tiết này khó chịu quá. Mà phải chịu thôi à, mình không... Vài tuần nữa ít nhất mát lại. Đi từ xe ra tới cái tiệm đi có chừng 10 thước mà nó nóng hực hực luôn. Cảm thấy như đang ở Arizona. Xưa đi làm hay đến Phoenix, Arizona làm công tác đó. Làm cái công ty đó cũng được 8 năm rưỡi á. Công ty đó thì công ty mình là làm về biotech. Thì sáng chế ra những cái strip để mà mình thử máu từ tiểu đường á. Rồi bây giờ mình cũng là bệnh nhân mà mình xài luôn. Công ty đó tên là LifeScan thì có mua những cái máy móc của những cái hãng bên Arizona đó. Thì cái hãng đó cũng rất là tốt. Hãng làm chế những cái gọi là mấy cái đầu máy đặng gọi là hydraulic pressure đánh bùm 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 này đó. Ví dụ như mà mình chế sản xuất ra những cái strip á thì thay vì họ cắt từng lỗ trên này nó có cái máy nó đóng rầm vậy đó. Thì công ty mình mua cái đầu máy đó cũng 3-4 cái đầu máy vậy đó, rất là mắc tiền. Và chỉ có ở đó làm mới chính xác thôi, tại vì cái gì nó cũng cần chính xác hết, cho nên mà đi tới đó thì lâu lâu phải đi xuống đó công tác. Mà công tác mình không có gì khó, chỉ tới họp và nhiều khi mình nói mình cần thiết cái gì đó, giống như là mình cho điều kiện người ta, mình muốn làm ở đây, làm ở kia, làm ở nọ. Trời ơi, bữa nay khói quá rồi, khói trở lại rồi, bày mình mù hết rồi, dở quá. Anyway, trời nóng được, không có đi ra ngoài vlog được, nên cho nên mình cũng trong xe tám được vài câu với các bạn cũng vui. Bây giờ mình chúc các bạn giữa tuần vui vẻ. Upload cái video là ngày mai rồi, ngày mai thứ ba rồi. Lúc này làm xong rồi cũng lười biếng edit nữa. Ok, xin chào các bạn nha. Đây mình để cái camera này, không biết các bạn có thấy được gì không? Mình wide angle đó. Nhìn lên bầu trời dơ giấy thấy không? Cái khu chợ bên đây là mình thường đi chợ 99 mình thích lắm nè. Mà cái chợ kia bây giờ mình từ rồi mình không đi nữa. Cái chợ siêu thị gọi là gì quên mất rồi, Mekong hả? Dơ giấy mà không có lịch sự gì hết rồi, cho nên mình không thèm đi đó nữa. Mà giờ ra đây thì hơi xa chút đỉnh mà cũng sạch sẽ. Thôi đi, gọi là chắc mai đi mua đồ rồi cho con gái, đem lên cho con gái đó. Nó muốn mua mấy cái trà nước uống rồi. Không biết cái góc camera mình để có đúng nhìn thấy được không, chịu chĩa tuốt lên trên trời. Không được chắc rồi. Tại cái máy này nó không có cái screen để mình coi, mình chỉ biết quay thôi. Nó gọn, dễ thương, gọn. Máy này cũng là một trong những cái máy mình thích, bỏ túi cần gì móc ra quay, chất lượng rất đẹp. Ok thôi đủ rồi, bây giờ mình tính quay ra chụp định cho các bạn nhìn thấy bầu trời dơ giấy nó cỡ như thế nào thôi ha. Mình bay thiệt nha.
Xin chào.